tình xa xôi, tình cờ gặp anh sao lòng em cứ thấy bồi hồi. Dáng nhỏ xinh nhưng sao lấp đầy tim anh, bờ môi ánh mắt này chỉ có thể là vợ anh. Bao lần gặp nhau từng đã trao, không biết anh thấy em thế nào. Em chẳng ngọt ngào nhưng anh gật đầu, tình này em trao anh thấy sao. Mình cùng bên nhau mai và sau em hứa mang đến anh cao trầu. Anh có bằng lòng anh làm trong trọn đời che chở em không? Nơi cánh đồng xanh tình em và tình anh bên mái tranh, gian khổ không lo anh hay yên tâm gì đã có em đây rồi. Có những câu tre đưa tình ta đến bên bờ yên âm, câu hát câu hò này dành tặng anh đón mình ơi. Năm tháng trôi qua nhưng tình ta vẫn luôn mang lòng thiên tha, hai chữ phù thề mình cùng xây đắp tới duyên ta kết chung lòng. Đồng lúa trổ bông ngát hương quanh tình thương dưới mái nhà, con gái ngoan hiền bên mâm cơm chiều thưa má thưa bà. Em sẽ theo anh nhiều, về lòng dấu bên tay em.
thuyền hoa ai treo trên dòng sông làng quê, ước dâu miệt vườn giang tiên cười tươi. Bên nhau đã mấy mùa trăng, em ơi đến lúc tính chuyện đời mình. Chờ ngày ra duyên anh sẽ qua ăn rước em về. Yến, con là bác của cháu Dũng, là anh trai của chú Hưng ạ. Thì hôm nay cũng được sự quyền của ông bà Hưng Nương, thì hôm nay hai gia đình cũng chọn được ngày lành tháng tốt để mang cái cơi dầu lễ ăn hỏi đến gia đình nhà gái người ta. Chúng ta làm theo các thủ tục gọi là cổ truyền của Việt Nam. Thì con xin phép lần đầu tiên con xin phép được chúc sức khỏe toàn thể các cụ hai bên gia đình ta năm có một sức khỏe dồi dào. Và con cũng xin trân trọng cảm ơn sự nồng đón tiếp của gia đình nhà gái đối với gia đình nhà trai chúng con. Và con được xin được các giới thiệu toàn thể các cụ ông bà gia đình ở bên nội nhà con có đầy đủ các cụ công các bà. Đây là các bác ở ngoài bác vào đầy đủ, cũng như là toàn thể các anh các em các cháu gia đình mình để hôm nay mang cái lễ đến với họ nhà gái chúng ta. Thì xin các báo cáo cũng toàn thể các cụ công bà là qua thời gian tìm hiểu cũng tạo điều kiện cho hai cháu được gần gũi nhau, rồi từ cái tình cảm đó mà hai cháu đã phát triển được cái tình cảm tình yêu và nguyện vọng được trăm năm về với nhau. Mà hai cháu đã được xin phép báo cáo với hai gia đình và được sự đồng thuận của hai gia đình cũng như địa phương để chúng ta cùng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì hôm nay là lòng thành của gia đình cũng mang đến với gia đình chúng ta là có 7 lễ để báo cáo toàn thể các cụ công bà chúng ta để dâng hương kính báo tổ tiên. Đấy, thì ngoài ra thì hôm nay cũng xin phép mà ý kiến của gia đình là bố mẹ chú rể thì cũng có kỷ niệm cho con là một cây vàng mà cũng có phải là 30 triệu tiền lộc tài theo cái phong tục tập toán của quê hương của mình. Đấy, thì con cũng xin có một số ý kiến thế cũng nhường lại cho các bác nhà gái chúng ta xem có những cái gì. Thì và còn cái thời gian xin phép nói là thời gian tổ chức hôm nay của gia đình nhà mình thì sẽ ở dưới nhà mình là 7 giờ hơn xuất phát là ngày mùng 6, thì là ngày 15 tháng 3 và thứ 6. Thì đến đây chắc là cũng thời gian nó phải mất hơn một tiếng ạ. Thì chắc là hơn 8 giờ đến nơi. Và cái theo cái lịch của mình xin là 9 giờ kém là mình xin đưa dâu về dưới mời toàn thể các cụ ông bà ra về tổ chức cho cháu. Đấy, thì con cũng có một vài cái ý kiến thế thì nhường lại cho bác nhà giai thì chúng ta còn có những gì ta sẽ bàn bạc với nhau. Và con xin phép cảm ơn. Kính thưa các bà, cô dì chú bác, anh chị em hai bên nội nhà trai nhà gái, qua sự tìm hiểu của hai cháu và được sự đồng ý của hai gia đình cho đến ngày hôm nay là ngày đám hỏi của hai cháu. Và coi như là bên nhà trai đã có cơ dầu hỏi nhà cháu, thì coi như là đại diện nhà gái thì coi như là tôi cháu là bác của Phương Nam có lời nói sau và cũng giới thiệu với các ông các bà. Đây là ông nội của Phương Nam và đây là ông ngoại Phương Nam, cũng đại diện là người lớn tuổi ở bên nhà gái. Thì hôm nay thì là có đấy được sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay các cháu dẫn đến đăng hỏi và tới đây là sẽ đến lễ thành hôn. Thế thì đại diện họ nhà gái thì coi như là cháu xin coi như là cảm ơn có sự có mặt của mọi người ở đây hôm nay và những cơ dầu của nhà trai mang đến thì nhà gái xin nhận và sau đó nhà gái sẽ đăng lễ lại một chút cho nhà trai về để coi như là hai bên có một cái hòa thuận. Đấy, và thay mặt họ nhà gái thì cảm ơn coi như là các ông các bà cô dì chú bác cùng các vị quan khách hai bên và một lời cảm ơn và coi như là một buổi vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ để theo chương trình như này, hai bạn tôi xin ý kiến là trước khi là tiếp theo chương trình tôi thì các đơn vị cũng có giới thiệu rồi, thì ông nội cháu Phương Lan và ông họ đại diện người gốc nào là có bà lộng, có bà đây là bà thím, có một ông chú nữa, ông chú và một ông cũng là em của Hải và cô của Phương Lan thì là cô người bác có bảy người vô. Thì hôm nay thì công việc của hai cháu thì là chúng tôi rất là phấn khởi, cha hôm nay thì có cơ chồng
thắp hương ra tiên, và sau đó là ông bà hai họ là ăn chuẩn nước cúc cho cháu, và tôi lại là thay lời cho bố mẹ cho chú Lam xin cảm ơn tất cả các cụ ông bà hai họ đã đưa chút thì giờ tới đây dự lễ cái lễ ăn hỏi qua cháu. Thì tôi cũng theo lời bố mẹ cháu là sau khi mà lễ ăn hỏi hai cháu đã kết thúc rồi thì các cụ các bà họ là sẽ dự liên hoan với gia đình để chuẩn bị bưng ngày cũng cho cháu. Xin ý kiến thế là xin cảm ơn. Thì con cũng xin phép báo cáo với ông thì tại gia đình mình đây là chị cả đấy ạ, bác Hù đấy, chị cả nhà con đấy, xong là bác kia là bác thứ ba, còn bác các bác ngoài kia nữa đằng sau này nữa đấy, các bác các chị các cô chú đấy, và cái cô bác này bác gái là út đấy, sau đến con thế, xong đến chú Long, còn chú Hưng mình là út đấy, nhà mình tám đấy, có gáo cụ đấy, tám đấy. Ngoài cụ nội cụ ngoại cùng sinh nhà ông Hưng và cùng sinh nhà bà Lương thì báo cáo các cụ ngoài đấy là cao tuổi rồi, rất muốn vào với con với cháu nhưng mình đang sáng sáng thôi, 90 ngoài 90 rồi, sắp chỉ 90 này cũng thông cảm. Vâng, em có ý kiến này, một lần nữa là kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em của các vị quan khách, hai bên họ nhà trai gái. Thì bây giờ giới thiệu về vấn đề ruột thịt của cháu trước, và bây giờ em xin giới thiệu nữa, đây là bà, như là chồng của bà là em trai của bố em, và kia là bà cô, em gái của ông già, và có một ông cậu bên đằng mẹ. Đấy là đấy, ông cậu bên là mẹ đấy, thì em giới thiệu còn đâu là đều anh chị em. Một lần nữa thay mặt cho gia đình cảm ơn các cụ, các ông, các bà, anh chị em, cô dì, chú bác hai bên, họ nhà trai nhà gái cùng các vị quan khách, một lời cảm ơn chân thành. Và sau cái lễ trao cho cháu xong là mời tất cả các ông, các bà, các cô dì, chú bác, chị em ra ăn cơm, cũng là một cái ngày lễ hỏi của các cháu, gọi là cơm gia đình. Rồi đến hôm này rồi các cháu tới kia rồi anh em mình lại còn nhà con này nói tiếp nhá. Rồi thay mặt gia đình cảm ơn. Các cụ, các ông, các bà đã bỏ ra thời gian để đón tiếp gia đình nhà trai chúng con hết sức nồng hậu. Một lần nữa con xin trân trọng cảm ơn. Và cái thời gian thì con cũng xin gọi là nhắc thêm lại là ngày mùng 6 này thì vào ngày 15 tháng 3 ấy, vào thứ 6 thì dưới nhà mình sẽ là 7 giờ hơn mình đi, lên đây khoảng độ hơn 8 giờ. Thế và gia đình nhà mình cũng xin dâu khoảng độ là trước 9 giờ, gần 9 giờ gì đấy là ra, và xin mời toàn thể các cụ, các ông, bà mình về dưới đấy để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin một lần nữa tôi xin cảm ơn ạ. Cái cũng coi là tiến hành chuẩn bị và đón theo cái giờ của cháu, giờ thiêng liêng của cháu, thì sắp xếp cho nhà trai sẽ xuôi sẻ, không có gì sắp. Mọi mong nhận. Anh chỉ mong ngày ta đến với nhau, dù
cho biết lớn sông sầu. Thương ân em chớ lo gì mãi sau, chờ ngày đám cưới đôi mình từ đây ta có nhau. Vụ mừng xin lễ linh đình là kiều qua đi rước dâu. Rộng ràng tiếng báo trong làng mừng đón ân lâu. Từ nay ta sẽ có nhau bên tấp liêu nhà. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương đầu.
khí rộn ràng, kiểu giang rước dâu bưng mâm phu như Tết. Bà con lối xóm ăn cưới cũng mừng cài bông chúc phúc, nhé thùng tiền còn chưa hết, pháo hoa rực rỡ ai cũng chúc cho đôi mình sẽ năm mừng đứa bé vuông nữa là song sinh. 1 2 3 vô chơi tới bến đi mai tính, thiên nhiên tiền định cho sắp đặt cho đôi mình. Ôi ơi 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 ơi, anh đi tìm nước, anh đi tìm sông, anh đây đợi trong ngóng em bao ngày. Ôi ơi 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 ơi, sẽ duyên mình cưới trăm năm ngày trôi thương mình em thôi. Bước 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 vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần à. Hồ đẹp uyên ương mình dần nén hương trầu cau, vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình đàn khất hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng bao bay. Bao mối tuôn rơi ngọt đắng phơi xuống, giờ mình vui sướng em ơi xây đắp thêm tình yêu. Mai này đây em sẽ gọi anh là chồng mới. Rượu hồng duyên kết phu thế trọn đời mình em thôi. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng khắc hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng hoa vai. Kính thưa các ông các bà, bên nội bên ngoại thì ngày hôm nay cũng là ngày vui của anh chị, và đặc biệt là chị Hai thì cũng là ngày hôm nay cũng như là khó nói những cảm xúc của rồi, tại vì từ bé đến bây giờ ở chung với chị Hai thì cũng gắn bó với nhau nhiều. Ngày hôm nay thì ở nhà thì mẹ cũng như là con rất là yêu thương chị Hai. Thôi rồi, cháu nó mừng quá. Được. Chị lấy chồng gần đây mà, cùng quê. Chị lên ở đây hẳn mà, quan trọng gì đâu. Chị lên, lên luôn luôn lên. Em hy vọng là chị Hai có đi đến đâu thì cũng sẽ đều hạnh phúc và được yêu thương nhiều hơn ở đó. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Một lần nữa, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các vị quan khách hai bên, họ nhà trai và nhà gái. Và cái lễ hỏi của hai cháu nhà trai xin nhận và cũng đáp lễ lại cho họ nhà trai, coi như là lễ phòng xem đáp lễ lại cho họ nhà trai, đáp lễ lại cho họ nhà trai. Cứ đi anh, cứ với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn thật lòng. Không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời. Trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối. Có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà.
em chớ lo chi, trái tim anh luôn thật lòng. Không bao giờ lại đổi trắng thay đen, anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo neo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Sao chúng quê yên bình, giọt phù sa đắp chung ân tình, ngọt ngào hương thơm lúa non, bao ngày nuôi ta lớn khôn, một đời bên nhau sắc son, câu chung thủy trăm năm vẹn tròn. Thương gọi thì cưới thôi, thiệp hồng ta có, đôi cao xanh cầu thắm, hai đứa tay nắm tay đang còn đời. Nhau môi mình hết ly, một lời xin khắc ghi, tương lai ngày sau chăm lo cho em đẹp lòng như ý. Rộn ràng đám cưới, anh em hò hàng đông vui, mong cho tụi mình nên đôi trăm năm hạnh phúc muôn đời. Một lòng thề nguyện gắn bó, răng long bạc đầu kéo sân, từ giờ về sau em đây đã có anh kề bên. Lên hỏi ông trời là thương em quá ngỏ lời được không? Ông trời kêu có thương thì nói, chứ đêm nằm gối tương tư nặng lòng. Anh là trai miền Tây thật thà chất phác, để thanh niên nghiêm túc đâu có bê tha. Nhưng hôm nay trời chẳng thành gió mát, ngân nga vài câu hát tâm tình đôi ta. Ừ thì thôi anh nói ra nói ra nói ra hết em ơi. Rằng từ lâu anh kết anh kết anh kết anh kết em rồi. Dù ngày mai sương gió gian khó, xin hứa sẽ mãi chăm lo. Thế giới đổi thay nhưng trái tim thề nguyện không đổi. Thương rồi thì cưới thôi, thiệp hồng ta có, đôi cao xanh cầu thắm, hai đứa tay nắm tay đang còn đời. Nhau môi mình hết ly, một lời xin khắc ghi, tương lai ngày sau chăm lo cho em đẹp lòng như ý. Rộn ràng đám cưới, anh em hò hàng đông vui, mong cho tụi mình nên trăm năm hạnh phúc muôn đời. Một lòng thề nguyện gắn bó, răng long bạc đầu kéo sân, từ giờ về sau em đây đã có anh kề bên. Rộn ràng đám cưới, anh em hò hàng đông vui, mong cho tụi mình nên đôi trăm năm hạnh phúc muôn đời. Một lòng thề nguyện gắn bó, răng long bạc đầu kéo sân, từ giờ về sau em đây đã có anh kề bên.
này anh ơi, anh có thương em. Cớ mà sao anh dưng dưng như không có chuyện gì. Em đây mong mơ suốt ngày trong ngóng ngóng trong. Mình cùng nhau đắp xây ân tình ta thắm duyên mặn nồng. Chờ nắng lên đồng đây hương mùa đua chín rồi anh. Đã bao mùa trăng sao anh còn chưa dám ngó lời. Em đây hiền ngoan muốn theo cùng anh khắp trần gian. Anh ơi ngày chi nói đi câu nói yêu nàng. Người yêu em mà sao anh không dám nói lên một lời nào. Để em đây buồn hiu ôm mộng mơ nhiều đêm tối tịch liêu. Nam trời làng ước mong muốn chung đường chung lối với em. Nhưng em không để ý chỉ mình anh là ý trung nhân. Người ơi anh đừng lo em đây chỉ muốn đôi mình sống cùng. Tiền loại danh làm chi chi khiến tình ngang trái đời nhau. Ước mong mình mai sau yên vui cùng bên mái tranh vàng. Cánh cô đồng sao đắng bát cơm chiều nồng nàn tình yêu. Sao anh không ngỏ lời. Sao anh vẫn mấy là cho vừa, ngại ngùng chi nữa là yêu này anh tính sao? Tính sao? Tính sao thì tính cho thật mau. Để lâu là không có được, có chuyện thiệt mời kính trao. Em đang mong đợi anh ngỏ lời mình nên đôi. Nhưng mà đừng như ông bướm là mà ngỏ ở trên môi. Tính anh thiệt tà chấp phát cái miền Tây. Ông mà xưa đã nói cứ giờ phải cưới liền tay. Cho nên là anh tính sao cho lẹ. Cưới em về nhà để chăm nó cho mẹ. Sáng anh ra đồng em thua ở sườn dây. Tình mình nó chỉ đơn giản nhưng mà không em mơ phai. Lòng em son sắc thủy chung mình anh. Con tim em héo úa sao anh nở cho đành. Nếu thật thì anh đừng để em đợi chờ. Đừng để con sóng song song đừng ở đó mà ơ thờ. Người yêu em mà sao anh không dám nói lên một lời nào. Để em đây buồn hiu ôm mộng mơ nhiều đêm tối tịch liêu. Đám trời làng ước mong muốn chung đường chung lối với em. Nhưng em không để ý chỉ có người là ý trung nhân. Người ơi anh đừng lo em đây chỉ muốn đôi mình sống cùng. Tiền lời danh làm chi chỉ khiến tình ngang trái đời nhau. Ước mong mình mai sau yên vui cùng bên mái tranh vàng. Cánh cô đồng sao đắng bát cơm chiều nồng nàn tình yêu. Người yêu em mà sao anh không dám nói lên một lời nào. Để em đây buồn hiu ôm mộng mơ nhiều đêm tối tịch liêu. Đám trời làng ước mong muốn chung đường chung lối với em. Nhưng em không để ý chỉ có người là ý trung nhân. Người ơi anh đừng lo em đây chỉ muốn đôi mình sống cùng. Tiền lại danh làm chi trái đời nhau. Ước mong mình mai sau yên vui cùng bên mái tranh vàng. Cánh cua đồng sao đắng bát cơm chiều nồng nàn tình yêu. Ước mong mình mai sau yên vui cùng bên mái tranh vàng. Cánh cua đồng sao đắng bát cơm chiều nồng nàn tình yêu. Một ngoại người đây để dâng hương bảo các tổ tiên.
tôi xin phép thay mặt gia đình xin cảm ơn toàn thể cụ ông bà con gia đình nhà con một cách nồng hậu và sâu. Tôi xin phép thay mặt gia đình kính chúc toàn thể các cụ ông các bà hai vợ gia đình Việt Nam luôn luôn sức khỏe thật dồi dào. Qua sự tìm hiểu của hai cháu và được sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay ngày này một phút hai cháu lên chuyên vợ chồng. Thay mặt cho họ nhà gái coi như là chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và cảm ơn các cụ các ông các bà cô dì chú bác anh chị em họ hàng và hai bên. Và cuối cùng xin chúc coi như các cụ các ông các bà cô dì chú bác anh chị em cùng toàn thể các vị quan khách luôn là chúc sức khỏe dồi dào và luôn hạnh phúc tràn đầy. Xin hết. Trong xa hoa chịu ăn cái tính hiền tha.
ra mặt với ông bà, hai ta đã đi bên nhau biết bao ngày rồi, chắc để hôm nay xem ngày lành tháng tốt thôi. Đưa lên trên xe hoa rước dâu về nhà, hai bên thông gia cho phép cưới luôn nà. Dự tính cho năm mươi mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi, ôi sao vui quá đi thôi, chùa tam lên đầu rồi mà thiên đường chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cứ để đó mang tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết đi này để rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh hứa chú toàn chăm lo cuộc sống an nhàn để gia đình này của chúng ta vững vàng. Chung nghe tôi nói nè, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết thành thông gia, được cây dâu bôi xong đến mặt tung hoa. Chúc đôi uyên ương được sánh bước cùng nhau nè, trải qua ngày tháng mà chẳng năm nào thương đâu. Phép cưới luôn nà, dự tính cho hơn 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi, ôi sao vui quá đi thôi, chùa tam lên đầu rồi mà thiên đường chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cứ để đó mai tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết đi này để rồi chúng ta chăm lo cuộc sống an nhàn để gia đình này của chúng ta vững vàng. Xin mọi người tập trung nghe tôi nói nè, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết tình thông gia, dù cứ giờ môi xuân đến mây tung hoa. Chúc ta uyên ương được sánh bước cùng nhau nè, trải qua ngày tháng mà chẳng mang mà thương đâu. Mặc áo ba ba má
hay hay ứng hồng. Mẹ tí em chửi hoài, sao mày vẫn còn đây? Nhìn con nhà người ta đi tay bé tay bông, sập sình nghiêng nghe em đâu có khoe. Nhân lúc bình nhẹ giấc như là em luôn á. Bờ lao xanh mà tình em cũng xanh, anh ơi có thích thì hốt em về nhanh nhanh. Đừng tìm đâu xa em đây, vẫn chưa có người yêu. Về chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời. Sống trên làng bên còn ai đang đón thân. Mau ghé qua nhà em cho má ba em mừng. Thời em mà đọ môi hồng cho anh mừng đất anh trong cụ khoai. Nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai. Bằng chân năm ngón xinh ngoan xinh. Em đi trong nắng chang chang xinh. Anh trông sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai làng. Là anh chứ không ai. Chồng em trong tương lai. Mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài. Ơi em cô gái bông đào em ưng anh kết rụt hồng pháo hoa. Anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền Tây quê mình. Sập xinh nghiêng nghe em đâu có khoe. Nhanh lúc mình dễ giấc như là em luôn á. Bờ lo xanh mà tình em cũng xanh. Anh ơi có thích thì hốt em về nhanh nhanh. Đừng tìm đâu xa em đây, vẫn chưa có người yêu. Về chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời. Sống trên làng bên còn ai đang đón thân. Mau ghé qua nhà em cho má ba em mừng. Quê em mùa nước mưa bông điên điên mưa dài. Anh thương em anh coi mà chiều ghé sang thăm. Không thôi em ế thêm một năm. Mình về bên nhau dừng say thương. Là tình nồng không phải tay trong tay áo.
tình yêu là ước mơ và hạnh phúc trong cuộc đời mỗi con người. Bởi vì tình yêu chính là món quà vô cùng quý giá và ý nghĩa của cuộc sống này. Và nếu yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc, thì hôn nhân chính là khi hạnh phúc đã thăng hoa, khi yêu thương đã là trọn vẹn và khi ta dành cho nhau niềm tin tưởng sâu sắc. Đó là niềm tin trong cảm xúc, trong tình yêu và trong sự gắn kết thiêng liêng. Và đó cũng là khi một nhà sum họp trúc vai, tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm. Kính thưa quý vị, hạnh phúc trong năm của đôi Nguyên Hương, Chi Dục và Phương Lan sẽ được ghi dấu kể từ giây phút này đây. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cùng với những tình cảm yêu thương nhất để chào đón hai nhân vật chính cùng tiến về sân khấu. Xin được giới thiệu chú rể Chi Dục và cô dâu Phương Lan. Xin mời! Hạnh phúc không chỉ là đích đến, hạnh phúc là cả một hành trình dài. Và kể từ ngày hôm nay, đừng như người sẽ cùng nhau bước vào một hành trình mới, một hành trình to lớn hơn, dài dòng hơn và ý nghĩa hơn. Xin chúc cho đôi người sẽ mãi nắm chặt tay nhau để bước đi trên con đường hạnh phúc. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Bắc Thanh.
Và thưa quý vị, và tiếp theo chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bác Nguyễn Văn Lâm là bác của cô dâu cũng sẽ đại diện cho chủ hôn họ nhà gái cùng tiến vào sân khấu để có đôi lời chia sẻ. Xin được mời bác Lâm. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em cùng các vị quan khách hai bên họ nhà cha và nhà gái. Qua tìm hiểu của hai cháu rất là nam và được sự đồng ý của gia đình, hôm nay ngày hành tháng tốt, hai cháu Minh Dương và chồng. Thay mặt đại diện cho họ nhà gái, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và trong cuộc sống luôn gặp may mắn. Và cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em cùng các vị quan khách hai bên họ nhà cha và nhà gái có mặt ngày hôn lễ của cháu hôm nay, và chúc các quý vị một buổi lễ thành hôn sức khỏe dồi dào và tràn đầy hạnh phúc nhé. Chào mừng người, xin được cảm ơn bác Lâm cũng như bác Thanh đã thay mặt cho hai bên gia đình có lời chia sẻ. Xin được cảm ơn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dù cho bao năm thay đổi nhưng lòng anh sẽ chẳng đổi thay. Nguyện tròn ở bên em mãi dẫu thế nào cũng chẳng buông tay. Vì trời sẽ duyên cho chúng ta thành đôi, chừng chừ chi nữa hai đứa mình cười thôi. Sớm bước ra đường nhưng lòng mình sao chẳng vui. Ngó sang bên đường thấy em mà anh sao xuyên. Tối đến đêm về anh cứ ngẩn ngơ nhớ em. Sáng đến anh ngồi rồi cứ ngẩn ngơ nhớ em. Có phải em là thiên thần ở trên xuống đây, khiến cho tâm hồn anh giờ đang ở trên mây. Chớ bước đi vội sẽ tìm đến ngay thôi. Dù gặp đôi bàn tay về nhà mình cùng chung lối, họ hàng hai bên chúc phúc cho duyên tình ta kết thành đôi. Bà Nguyệt ông tờ xe lối cho đôi mình bên nhau mãi thôi. Chẳng rời xa nhau cho đến khi tóc bạc như vôi, sẽ cứ thế lên ngôi. Dù cho bao năm thay đổi nhưng lòng anh sẽ chẳng đổi thay. Nguyện tròn ở bên em mãi dẫu thế nào cũng chẳng buông tay. Vì trời sẽ duyên cho chúng ta thành đôi, chừng chừ chi nữa hai đứa mình cười thôi. Em mà anh sao xuyên. Tối đến đêm về anh cứ ngẩn ngơ nhớ em. Sáng đến anh ngồi rồi cứ ngẩn ngơ nhớ em. Có ai em là thiên thần ở trên xuống đây, khiến cho tâm hồn anh giờ đang ngỡ trên mây. Chớ bước đi vội sẽ tìm đến ngay thôi. Dù gặp đôi bàn tay về nhà mình cùng chung lối, họ hàng hai bên chúc phúc cho duyên tình ta kết thành đôi. Bà Nguyệt ông ta sẽ lối cho đôi mình bên nhau xa nhau cho đến khi tóc bạc như vôi. Lệ tình duyên thắm sẽ cứ thế lên ngôi. Dù cho bao năm thay đổi nhưng lòng anh sẽ chẳng đổi thay. Nguyện tròn ở bên em mãi dẫu thế nào cũng chẳng buông tay. Vì trời sẽ duyên cho chúng ta thành đôi, chừng chừ chi nữa hai đứa mình cười thôi. Dí dầu cầu ván đóng đinh, đóng qua hi a đóng lại nghĩ tình anh dành cho em mai mốt qua nhà vịt gà nhà đêm sang hai gia đình mình ngồi tới sang kết nghĩa tăng gia rộng ràng pháo hoa. Họ hàng hai bên chúc phúc cho duyên tình ta kết thành đôi. Bà Nguyệt ông ta sẽ lối cho đôi mình bên nhau mãi thôi. Chẳng rời xa nhau cho đến khi tóc bạc như vôi. Để tình duyên thắm sẽ cứ thế lên ngôi. Dù cho bao năm thay đổi nhưng lòng anh sẽ chẳng đổi thay. Nguyện tròn ở bên em mãi dẫu thế nào cũng chẳng buông tay. Vì trời sẽ duyên cho chúng ta thành đôi, chừng chừ chi nữa hai đứa mình cười thôi.
kiều đưa đón đến rước em về kết tình phu thê. Tiếng trống sắp sinh trong làng Minh, đàn trai rước dâu đi về dinh. Đôi bên gia đình này vui thật vui, cùng nâng chén ta không say cùng về đây có ông xuôi và bà xuôi, cùng xe tơ duyên cho lứa đôi. Chúng đã kết nhau rồi yêu thương nồng sâu thì mình lo cưới thôi. Ta hứa bên nhau đến trọn đời, bạc đầu nắng mưa không rời xa. Cành muối dưa ca hay là giàu sang cũng không đổi dời. Nhờ trong tình nghĩa luôn có nhau, rồi ta nấu ruột màu em chàng anh giúp cặp đầu khen ngon. Nhờ trong tình nghĩa năng biển sâu, đồng cam cộng khổ lúc nào cũng có nhau. Một túp lều tranh có hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ nhưng...
về quê em đồng xanh ruộng lúa mênh mông, và câu hò ngân nga đưa ta thấm duyên tình nồng. Gái quê nghèo nhưng chất phác, son sắt thấm đường thủy chung, mơ tình yêu đắm say chứ đâu có dám đèo bồng. Hay sang có anh em chẳng đổi dời. Ơi 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 hồ, trái tài gái sắp thành đôi, ba má xe duyên trầu để tài dìa bên nhau. Anh nhìn xem em gái miền quê, quen dầm sương dài nắng sớm chiều. Anh có thương thì thương cho trọn, chứ đừng cho em đợi mỏi mòn. Kìa là dòng sông mênh mông, lúa trên đồng mướt xanh xanh, đưa anh về nơi yêu mến xanh, duyên bằng nhau trọn đời. Đây thấy thương anh thiệt mà, đâu khói bụi nhộn nhịp, anh có mệt cảnh người bông chen.